Trọng kính quý cha, đặc biệt cha Phaolô Đoàn Thanh Phong. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, gia đình tang quyến của bà cố Isave thân mến. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ an táng cho bà cố Isave Đinh Thị Hồng thuộc giáo xứ Xuân Đức. Bà cố sống thọ 77 tuổi, dân xứ Xuân Đức gọi bà cố là bà Cố Doãn, tên của ông cố. Ông cố mất cách đây 8 năm, cũng tại giáo xứ Xuân Đức này. Ông bà cố có 9 người con, cha Phaolô Đoàn Thanh Phong là con thứ tư trong gia đình. Hiện làm chánh xứ Bến Gỗ, đã có một thời rất lâu làm chánh xứ Rousseau và là trưởng ban văn hóa của giáo phận Xuân Lộc. Đa số các con là thầy cô giáo như thầy Hiệp và vợ là cô giáo Thủy Trâm, thầy Phú và vợ là cô giáo Sương, con gái là các cô giáo Huyền Vân, Thanh Châu, cô giáo Na, vợ của anh Đoàn Thanh Phong, chị cả Tuyết Nhung và hai em út Đoàn Thanh Bình và Đoàn Thuận An cùng ở Dầu Dây Xuân Đức này. Mọi người con, nhất là những người con của bà cố, mang truyền thống của xứ Huế, hẳn nhớ bài hát Bông Hồng Cài Áo của thiền sư Nhất Hạnh, nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Nó diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, ngon biết bao. Và nhà đông con như nhà bà cố, đêm đêm mẹ đến kéo chăn đắp lên ngực cho từng đứa, đặt bàn tay lên trán nóng và than thở, khổ chưa con tôi. Thì những người con mới cảm thấy đầy đủ ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà lim cà cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ là trường cửu bất tuyệt, không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ ở với các con, các cháu đằm thắm và yêu thương. Cho nên hôm Chủ nhật 11 tháng 6 vừa qua, bà bị đột quỵ, con cháu đưa đi nhà thương và mường tượng bà đang cầm đèn cháy sáng trong tay đợi Chúa đón về. Đúng như vậy, sau một tuần ở nhà thương, bác sĩ bảo đưa bà về để ở giữa đoàn con, và rồi Chúa gọi ra đi cũng giữa đoàn con. Về nhà lúc 15 giờ trưa Chủ nhật 18 tháng 6, những đứa con hôm nay lại lần lượt nắm tay nắm chân của mẹ và than tội nghiệp mẹ tôi. Và bà ra đi trong những tiếng nấc nghẹn trời, khi trời vừa tối là đời các con bắt đầu tối, mất mẹ là tối đêm. Lúc bấy giờ là 18 giờ 45 phút chiều Chủ nhật 18 tháng 6. Thật đúng là thân phận con người, ta là cát, ta trở về với bụi, trả trần gian những cay đắng muộn phiền. Bà ra đi không quay lại nhìn trần gian, bởi vì bà đang cầm đèn cháy sáng đức tin, đi theo tiếng Chúa gọi, và rồi cửa cuộc đời đã đóng lại. Con cái nói, bà ra đi với Chúa. Giờ đây xin để ra đi, tôi tớ Ngài ra đi an bình, vì nay con đã thấy Ngài đấng cứu chuộc của con. Giờ đây xin đón đưa con, tôi tớ Ngài sống trong ân tình, vì nay con đã thấy Ngài đấng con hằng mến yêu. Ông cố Giuse Đoàn Văn Mỹ đã đưa gia đình về đây sau khi ông bị thương trong chiến tranh và trở về với đời sống dân sự từ năm 1972. Gia đình bà từ Nha Trang về Xuân Đức này vào
sau năm 1975, từ đấy ông làm việc trong ngành thuế vụ và con cái lớn lên lập thành cơ ngơi sự nghiệp tại vùng đất này. Thế nhưng trần gian vẫn chỉ là quán trọ, là bến rừng cho phận người mau qua. Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Hình ảnh con chim đong đưa trên cành tre, con cá lững lờ trong dòng nước rất sinh động gợi cảm, nhưng nó cũng rất vô thường mong manh. Con chim nào sẽ đậu mãi trên cành tre đây? Con cá nào sẽ trọ hoài trong dòng nước? Và dòng đời có vận hành cho con người nào sống mãi ngàn năm? Lời Chúa trong bài Phúc Âm nói với chúng ta về phận người sẽ được Chúa gọi bất cứ lúc nào. Phần người tín hữu cứ trôi như vậy, 77 năm cuộc đời, ở đây 48 năm, rồi cũng nằm xuống im lặng xuôi tay vì phận người. Thân con là một hạt bụi, nào có nghĩa gì đâu Ngài ơi. Như bông hoa sớm nở đêm tàn, như mây trôi khi kết khi rời, đời chỉ là những giấc điệp phù du. Thiên Chúa đã đưa hạt bụi vào đời để làm nên một phận người phù du, bà cố Isabel. Bà sinh ra tại giáo xứ An Truyền, một giáo xứ cổ xưa của Thừa Thiên Huế. Nơi đây đã có người theo đạo từ đầu thế kỷ thứ 17. Trong chiến tranh, bà rời quê hương theo chồng phận lính long đong. Như thế mới thấy đời bà và cả đời của chúng ta đúng là chẳng có quê hương vĩnh viễn trường tồn ở trần gian. 77 năm phận người qua đi rất nhanh, để hôm nay chợt ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành, bỗng chốc hóa hư không. Chết là mất tất cả, mất cho người nằm xuống, mất cho người còn sống. Nếu không có đức tin thì tất cả chỉ là sụp đổ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Nhưng bà cố, người mẹ bất tử trong lòng thương xót Chúa, trong niềm tin Kitô giáo của chúng ta, và đặc biệt trong trái tim của những người con, sẽ mãi mãi còn sống. Như lời sách Khôn Ngoan nói, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với những người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết. Và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt, nhưng thật ra các ngài vẫn đang sống. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện cổ tích về cây vú sữa kể ngày xưa có hai mẹ con nhà nọ sống đơn chiếc trong một căn nhà. Thương con mồ côi bố từ khi còn bé, bà mẹ hằng ngày vất vả nuôi con. Được mẹ yêu chiều, cậu bé đâm ra hư. Có lần mẹ quát mắng cậu hờn dỗi vùng vằng bỏ nhà ra đi. Đợi mãi ngày này sang ngày khác, không thấy đứa con duy nhất trở về, bà mẹ mòn mỏi chết đi. Lần kia trong lúc đói khổ, cậu bé ân hận để tìm về nhà cũ. Cảnh vật vẫn còn đấy, nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ khác là có một cây lạ mọc ngay trước nhà. Cậu bé cất tiếng gọi, mẹ ơi mẹ đâu rồi, con đã về đây. Gọi mãi không thấy có tiếng đáp lại, thất vọng cậu ngồi xuống bên gốc cây bật khóc. Bỗng nhiên ở trên cây những quả da căng mịn và xanh óng rơi xuống. Cậu vội vàng xoay những trái này mềm ra và thấy trong trái cây nứt ra một kẽ nhỏ, một dòng sữa màu trắng trào ra. Cậu ngửa cổ uống dòng sữa ấy, vị ngon ngọt thơm y dòng sữa mẹ ngày xưa. Cậu bé đâu có biết, vì thương nhớ cậu, người mẹ đã ngồi trước hiên nhà khóc rất nhiều ngày, cho đến khi kiệt sức, bà ngã xuống
và hóa thành một cây xanh mọc lên trước cửa. Đấy là cây trái sữa, đấy là cây của tình mẹ, vẫn ngày ngày đợi cậu trở về. Có những thứ chỉ khi chúng ta mất, chúng ta mới biết giá trị của nó. Xa mẹ rồi mới biết không ai thương con bằng mẹ, cũng không ai tốt với con bằng mẹ. Ngày lễ an táng của mẹ, bà cố Isave kể lại câu chuyện cổ tích này, nhắc chúng ta hiểu cho tấm lòng của người mẹ, biết ơn, không nên làm những chuyện mẹ buồn lòng, và nhất là mẹ nằm xuống, đừng bao giờ quên ơn nghĩa mẹ. Như đứa kia, con kia đã hỏi mẹ, chết là gì hở mẹ? Bà mẹ mở phúc âm Thánh Gioan chỉ cho con, Chúa Giêsu biết đến giờ Ngài về với Chúa Cha thì Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Cái chết của người mẹ, cái chết của bà cố là kết thúc một đời trọn nghĩa vẹn nghĩa yêu thương, kết thúc của một đời người mẹ, tình mẹ bất tử yêu thương. Vì thế chúng ta tiếp tục tạ ơn với bà trong niềm hân hoan trước nhan Thánh Chúa đã cho bà vào đời ôm một khối tình từ trời đưa xuống trần gian. Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng, cùng đất trời reo vang. Amen.